sáng tháng 3 năm 1954, trên vùng trời ở gần biên giới Tây Bắc thuộc miền Bắc Việt Nam. Những người lính tiểu đoàn 5 nhảy dù Việt Nam đã viết những trang sử đầy hào hùng và cũng đầy bi tráng trong cuộc nhảy dù tiếp cứu phòng tuyến Điện Biên Phủ vào ngày 14 tháng 3 dưới cả trời mưa pháo của Cộng quân. Trong đội hình tiểu đoàn, ngoại trừ sĩ quan tiểu đoàn trưởng và một số đại đội trưởng là sĩ quan Pháp, hầu hết tất cả quân nhân tiểu đoàn đều là Việt Nam. Là một trong những đơn vị xung kích tổng chuẩn bị của mặt trận Điện Biên Phủ, hơn 500 chiến binh tiểu đoàn 5 nhảy dù đã trải qua hơn 50 ngày lửa đạn tại các chiến hào đẫm máu của trận chiến Điện Biên Phủ. Từng người lính tiểu đoàn 5 nhảy dù đã dũng chiến, đã đánh sáp lá cà với Cộng quân, đã tái chiếm những mục tiêu và những trận đánh dữ dội nhất mà trong đó sự sống và cái chết không còn lầm mức. Đã có nhiều người lính tiểu đoàn 5 nhảy dù đã ngã xuống trong các đợt xung phong mà ngôn ngữ không nói hết được lòng can đảm phi thường. Chỉ còn biết ngàn lần vinh danh những người anh hùng dũng liệt đã vĩnh viễn ở lại với chiến trường. Để thấy được những hiểm nguy, những gian khó, những vinh quang, những hy sinh quá lớn của người lính tiểu đoàn 5 nhảy dù, xin hãy quay về với trang quân sử nói về chiến trường Điện Biên Phủ, nơi mà tiểu đoàn 5 nhảy dù Việt Nam đã được quốc gia Việt Nam điểm danh. Điện Biên Phủ, một lòng chảo nằm trong miền của dân sắc tộc Thái, dài 17 cây số, rộng 9 cây số, cách Hà Nội 300 cây số, với con sông Nam Giang chảy theo chiều dài của thung lũng, và bên bờ tả ngạn có một làng Thái với đông dân cư, đã trở thành thung lũng của những trận giao tranh đầy máu lửa giữa lực lượng Liên Hiệp Pháp và lực lượng Cộng quân, bây giờ còn được gọi là Việt Minh. Trong một hồi ký về trận chiến Đông Dương, Đại tướng Nava, Tổng tư lệnh quân đội Liên Hiệp Pháp, đã giải thích rằng sau những chiến dịch mở ra liên tiếp tại đồng bằng Bắc Việt, Cộng quân có thể chuyển lên chiếm vùng đất của đồng bào sắc tộc Thái, đe dọa an ninh của miền Trung và Nam Việt. Do đó, ông đã quyết định thành lập cuộc phòng tuyến Điện Biên Phủ với nỗ lực ngăn chặn Cộng quân. Ngày 20 tháng 11 năm 1953, cuộc phòng thủ Điện Biên Phủ được thiết lập để buộc Cộng quân phải chấp nhận một trận công kinh chiến mà Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Pháp nghĩ rằng quân trú phòng sẽ có ưu thế nhờ không quân và sự vượt trội về tiếp vận. Cuộc phòng thủ Điện Biên Phủ cũng nhằm cầm chân lực lượng chủ lực của Cộng quân tại Bắc Việt, không cho tiếp sức miền Trung, để quân đội Pháp có thể thảnh thơi bình định Trung Nguyên, Trung Việt. Ngoài những mục tiêu trực tiếp, phòng tuyến Điện Biên Phủ còn là phòng tuyến ngăn chặn Cộng quân băng qua ngã Thượng Lào. Vào ngày 20 tháng 11 năm 1953, 3 tiểu đoàn được nhảy xuống Điện Biên Phủ, và 2 ngày kế tiếp đã có thêm 3 tiểu đoàn nữa. Tất cả là 6 tiểu đoàn này đã nhảy xuống lòng chảo Điện Biên Phủ an toàn, mặc dù đã bị các đơn vị địa phương của Việt Minh chống cự lẻ tẻ. Từ ngày 20 tháng 11 năm 1953 đến ngày 13 tháng 3 năm 1954 là ngày khởi sự những trận đánh cường tập của Cộng quân. Lực lượng trú phòng đã bảo vệ vững vàng tuyến phòng Điện Biên Phủ. Thượng tuần tháng 4 năm 1954, các vị trí do tiểu đoàn 5 nhảy dù đã bị Cộng quân tấn công cường tập. Và đến ngày 10 tháng 4 năm 1954, Bộ Chỉ huy cuộc phòng tuyến Điện Biên Phủ đã mở cuộc tổng phản công, tái chiếm một số các vị trí trọng yếu, trong đó có cứ điểm Alien 1. Với nỗ lực chính là tiểu đoàn 5 nhảy dù Việt Nam, đơn vị chiến đấu trong đội hình của Liên đoàn nhảy dù hỗn hợp Việt Pháp. Mặc dù đã bị tổn thất nhiều trong các trận giao tranh liên tục, nhưng chiến binh nhảy dù, trong đó có Trung úy Phạm Văn Phú, đại đội trưởng người Việt duy nhất trong số các cấp sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn 5 nhảy dù, lúc bấy giờ đã đánh một trận để đời trong quân ngũ. Với sự yểm trợ của pháo binh và không quân, đại đội trưởng Phạm Văn Phú đã cùng đồng đội kịch chiến với Cộng quân trong 8 giờ liền. Và đến rạng sáng ngày 11 tháng 4 năm 1954, tiểu đoàn 5 nhảy dù đã tái chiếm phòng tuyến Elen 1. Với chiến tích loại ngoài vòng chiến hơn 400 Cộng quân, Trung úy Phạm Văn Phú và một số quân nhân khác đã được thăng cấp ngay tại mặt trận. Vào những ngày đầu tháng 5 năm 1954, Cộng quân lại mở những trận tấn công lớn ở mức độ ác liệt. Tiểu đoàn 5 nhảy dù
mặc dù đã bị tổn thất 2/3 quân số, nhưng vẫn giữ nhiệm vụ nặng nề là trấn giữ cứ điểm Alien 1, một vị trí trọng điểm để bảo vệ trung tâm phòng ngự Alien. Trong những ngày cuối cùng của trận chiến Điện Biên Phủ, nhiều chiến binh từ đoàn 5 nhảy dù đã trải qua những giờ phút quyết tử để bảo vệ tiền tuyến. Và những người hùng của đơn vị nhảy dù này đã chống trả với thế trận 1-30 khi cộng quân điều động từng trung đoàn để cố chiếm các cứ điểm trong cuộc phòng thủ Điện Biên Phủ. Tiểu đoàn 5 nhảy dù đã gây tổn thất nặng nề cho đối phương cùng với các đơn vị trú phòng hỗn hợp. Qua trận chiến Điện Biên Phủ, binh chủng nhảy dù đã làm rạng danh quân đội quốc gia Việt Nam và biểu tượng là người hùng Phạm Văn Phú sau này đã trở thành tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.